Xin chào các bạn. Thì trước đây mình khi mới đi làm thì cũng làm trong cái lĩnh vực điều hòa không khí. Tuy nhiên là khi mà gặp các cái thiết bị thì nói thật là mình cũng không hiểu nó là cái gì. Cái thuật ngữ đầu tiên mà mình tiếp cận khi đi làm đó là ASU. Vậy thì ASU nó là cái quái gì? Thì sau đây mình sẽ review cho anh em một con ASU cơ bản nhé. Thì nó bao gồm những cái gì? Thì cái ASU nó là cái gì? ASU nó là Air Handling Unit. Thì theo thuật ngữ thì Việt Nam thì người ta hay gọi nó là thiết bị xử lý không khí, là bộ xử lý không khí. Thế trong cái bộ xử lý không khí thì nó có những cái gì? Thế thì cái đầu tiên ấy, chúng ta phải nhắc đến đó là cái quạt. Cái quạt nó ở bên trong đây. Đây review cho anh em quạt. Cơ bản là một cái quạt đây. Đấy. Đây là một cái quạt này, nó hơi tối vì cái của mình flash nó không lên. Thì đây là một cái quạt. Đấy là cái thiết bị đầu tiên của ASU. Thì nó bao gồm là phải có một cái quạt, đúng không ạ? Đấy là cái quạt nhá. Thì cái quạt này thì cái hệ thống điều khiển nó sẽ điều khiển qua cái quạt này. Và cái thứ hai đó là cái hệ thống dàn nóng và dàn lạnh. Đấy, gọi là coil. Đây, cái đường vào của cái dàn lạnh đây. Thực ra dàn lạnh thì bên trong nó là cái dàn bằng đồng thôi. Thì ASU thì nó có hai dạng. Một là nó là cái hệ thống ASU mà sử dụng cái coil để dùng nước lạnh, tức là hệ thống chiller đấy. Cái loại thứ hai là nó cũng dùng cái hệ thống coil bằng đồng, nhưng mà nó sẽ chạy dưới cơ chế của như là cái điều hòa hai cục của nhà mình ấy. Thì cái ASU thì nó tương ứng với cả cái dàn trong nhà. Thế còn cái cục nóng ở ngoài ấy, cái cục ngoài trời ấy, thì nó sẽ cấp nhiệt rồi cấp lạnh cho cái hệ thống ASU. Thì nó cũng được gọi là ASU nhé. Thì cái loại này nó gọi là hệ thống ASU mà sử dụng nước lạnh, tức là chiller. Chiller đấy. Thì cái này nó có hai dàn. Đây là dàn lạnh này. Dàn lạnh rất là to vì công suất của con này nó lớn. Đây các bạn thấy đấy, nó là 313 kW, nó tầm khoảng gần triệu BTU đấy, rất là lớn. Nên cái dàn thứ hai đây, cái dàn thứ hai là cái dàn nóng. Thì cái này nó có tác dụng là để sưởi ấm khi mùa đông, hoặc là sử dụng để tách độ ẩm cho không khí. Tức là cơ chế tách độ ẩm thì nó sẽ mở cái van lạnh này lớn ra để cái hơi ẩm nó bám vào cái dàn lạnh và nó rơi xuống, nó chảy ra ngoài. Thế còn cái dàn nóng là nó để nâng cái nhiệt độ lên để đảm bảo cái nhiệt độ cấp của phòng nó không quá lạnh, là nó không quá nóng đấy, và nó vẫn đảm bảo cái độ ẩm. Đấy là những cái khu mà nó có yêu cầu nghiêm ngặt về độ ẩm ấy, thì là nó như vậy. Thế còn cái tiếp theo là cái gọi là phin lọc. Về trong các hệ thống ASU thì thường phải có các hệ thống phin lọc. Đấy thì ở đây là dùng bed filter, tức là cái phin lọc mà dạng túi. Thì cấp độ lọc của nó là class là F7. Đấy, túi của nó thì thường là dài khoảng độ 600 hoặc là 300 hay 600 thì tùy cái nhà sản xuất và tùy vào cái áp suất mà người ta quy định. Thì cái áp suất của cái phin ở đây này thì cái độ bật mà khuyến cáo của hãng là cái độ chênh áp của nó là 200 Pascal thì chúng ta phải tiến hành thay phin. Dựa trên các cái đồng hồ như này thì chúng ta sẽ thay phin khi mà nó đạt cái ngưỡng là 200 Pascal chênh áp. Đấy. Thế thì điều khiển cho các cái hệ thống này thì ta sử dụng các cái van điện từ. Đấy, van điện từ này các bạn này. Van điện từ này, các cái van điện từ này này thì nó sẽ đóng mở theo cái yêu cầu về nhiệt độ phòng, nhiệt độ trên đường ống để làm sao nó đưa ra một cái không khí nó đảm bảo được về nhiệt độ này, độ ẩm. Để khi cấp vào phòng ấy thì cái nhiệt độ và độ ẩm nó được kiểm soát. Đấy.
Thế còn đây trên đường ống thì người ta gắn thêm một con bơm này, bơm tuần hoàn, nó gọi là cái bơm tăng áp thôi, nó giống như bơm tăng áp ở nhà mình thôi. Thì nó sẽ gọi là hút nước trên đường ống và đẩy qua coi để tăng cái lưu lượng lên, để đảm bảo cái hệ thống nóng về mùa đông nó chạy được. Đây là cái hệ thống van điện từ 3 ngả của cái đường ống nóng, để khi mà cái hệ thống mà nó đủ nhiệt rồi thì nó sẽ ngắt đi, nó sẽ đóng bớt lại thì nó mở cái đường bypass để cái nước nó hồi bớt về cái hệ thống, và nó chỉ cấp vào coi một cái lượng nhất định vừa đủ cái nhiệt độ thôi. Đấy thì cơ bản là về cái ADO đấy là nó cũng chả có cái gì cả, nó gọi là rất là cơ bản, nó rất là đơn giản, nhưng lúc mới mình mới đi làm thì mình thấy là nó có vẻ rất là phức tạp, không hiểu nó là cái gì. Hôm nay review cho các bạn để các bạn nào mà mới ra trường chưa biết thì có thể mang ra chém gió, hay là mang đi phỏng vấn chẳng hạn. Đấy. Thì nếu mà các bạn thấy là nó có ích thì các bạn có thể đăng ký kênh hoặc subscribe, ấn vào nút subscribe hoặc ấn vào nút cái đăng ký ấy ở bên dưới video, để mình có động lực để mà làm các cái video review tiếp theo về các cái thiết bị khác. Đấy, xin cảm ơn các bạn đã xem nhé.